Chào các anh em ở trên kênh miền Tây Solar nha. Như mình đã nói với mấy anh em ở những cái video trước á, thì hôm nay mình sẽ review đèn MK. Thì cái hãng đèn này là hơi mới lạ với anh em mình ở trên thị trường ha. MK thì nó không có rộng rãi như là cái Zhejiang, nhưng mà nó cũng rất là chất nha. Đây là rồi đèn rất là chất. Thì mình chưa có quay một cái clip cụ thể nào về đèn MK hết mấy anh em. Bữa nay mình test độ sáng nó trước cho mọi người xem ha, rồi sau đó mình mới up mấy cái video cấu hình cụ thể của những cái đèn này luôn ha. Thì đèn này thì mình nghiên cứu kỹ thì mình thấy là nó không có thua đèn Zhejiang đâu mấy anh em, về cấu hình của tấm pin, cấu hình của tấm pin nè, cấu hình của cục pin ở trong đèn, rồi cấu hình của những con chip led ha, số lượng chip led cũng như là độ sáng của chip led thì không thua kém Zhejiang ha. Và giá cả của nó thì cũng tầm tầm Zhejiang mấy anh em. Nhưng mà loại đèn này là rất là sáng nha. Đèn MK này và Zhejiang là loại đèn rất là sáng ha, chứ không phải mờ mờ như mà những cái đèn của hãng khác mấy anh em. Có rất là nhiều hãng trên thị trường đèn mờ mờ nha. Đó, mà hai cái loại MK với lại Zhejiang thì mình chốt với mấy anh em là này, loại đèn sáng nha. Anh em mua đừng có phân vân vấn đề đó. Thì ở đây mình có hai loại nè. Một cái là 50W với một cái là 75W. Số lượng chip led hay là dung lượng pin hay là cái tấm pin năng lượng mặt trời sạc vô á, thì mình không có thông báo lúc này nha, lúc đó lúc khác mình up một video cụ thể mới thông báo vấn đề đó. Còn này bữa nay mình chủ yếu là coi cái độ sáng nha. Thì hiển nhiên độ sáng thì nó phải đi kèm với cái giá nha, thì mình cũng nói luôn là cái giá đang cho mấy anh em so sánh cái độ sáng cho nó dễ nè ha, nó lúc nào nó cũng đi kèm với giá, cho nên là mình coi độ sáng rồi mình coi cái giá luôn là mình biết được là cái đèn nào ok hơn đèn nào ha. Thì cái đèn 50W này là giá là trên thị trường làm hơi cao đó nha, nhưng mà mình á là mình bán là tầm 600 nha mấy anh em. Còn cái đèn 75W này á, là tầm 700 nha mấy anh em. Đó thì bên mình lúc nào cũng bán rẻ hơn thị trường rất là nhiều nha. Rẻ hơn những cái này, tất cả những loại đèn mình bán rẻ hơn, lý do là như mình nói với mấy anh em đó, mình là tất cả những cái gì ở toàn mình làm hết. Mình không có thuê nhân công cũng như là mặt bằng như là cửa tiệm, cho nên là giá ok cho mấy anh em ha. Này là mình lấy đồ về tận gốc luôn, cho chia lại cho mấy anh em, rồi mình lại ít thôi đấy, cho nên giá rất là rẻ ha. Này giống như nói như bà Phương Hằng vậy đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao cho nên là anh em mua đồ của mình là an tâm ha. Mấy anh em có thể so sánh với thị trường đó, lúc nào mình cũng rẻ hơn. Và chất lượng thì anh em có thể coi trực tiếp những video như thế này mà chúng ta chốt lại ha. Đấy, nhiều anh em so sánh giữa đèn này và đèn điện 220 anh em. Thì mình nói lại cái ưu điểm giữa đèn này và đèn 220 nha. Thứ nhất là ta gắn cái đèn này nè, là cúp điện ta cũng xài được nữa. Rồi ta có thể gỡ mang tới mang lui được ha. Đó, cúp điện cũng xài được và có thể di chuyển được. Cái thứ hai nữa là chúng ta không có cần phải nối cái đường dây điện 220 đi ngoằn ngoèo trong nhà mình nữa anh em. Cái đèn này là nó chỉ cần kết nối tấm pin quăng nóc nhà là sáng thôi, chứ không có kết nối với điện 220 trong nhà nha. Đó. Cái lợi ích nữa là cái đèn này thì nó bền nha. Đó, nó rất là bền. Và chúng ta sử dụng là như cái đèn MK này là bảo hành 3 năm ha. Đó, 3 năm. Đó thì bây giờ mình sẽ review thử với mấy anh em xem. Mình lấy cái 50W này trước nè ha. Anh em xem là đây sử dụng chip LED lớn ha. LED lớn nè. Đấy. Bây giờ mình tắt cái đèn ở nhà mình để mình review độ sáng của nó cho mọi người xem nha. Đó, mua đèn thì đầu tiên là độ sáng ha, độ sáng phù hợp với lại cái giá tiền của nó. Thì cái chá của cái đèn MK nó có hơi khác Zhejiang chút xíu nha anh em. Đó, khác như thế nào thì mình xem video là mình thấy mình biết rồi ha. Cái cấu tạo chá là hơi khác một chút. Đó. Đây nè. Đấy, thấy không? Và cái cấu tạo của cái mặt trước nó cũng hơi khác khác đó, tùy sở thích của mỗi người thôi. Đó, nào đẹp hơn nào thì không có biết được đâu, cái này là tùy sở thích thôi. Chứ miếng kiến ngoài trước này vẫn là trong suốt ha, đây là một miếng kiến chứ không phải miếng mủ mấy năm, kiến trong suốt ha. Rồi cấu tạo thì vẫn là chống nước IP66 ha, cái kia là IP67, còn này IP66 cũng là nhôm nguyên khối ha, không có thấm nước nha. Pin bên trong và dung lượng nhiêu thì clip khác mấy anh em sẽ biết rõ ha. Tấm pin nó sạc như thế nào thì ấy, còn bây giờ thì mình sẽ coi cái độ sáng của nó nè. Bây giờ chúng ta tắt cái đèn nhà mình đi ha. Rồi ta mở, bây giờ mình phải mở cái đèn 50W ha, 50W trước. Đó, ta xem độ sáng có phù hợp với giá tiền tầm
xáo xị không nha. Bây giờ ta bấm on lên này. Đấy, đứng cao lên ha, mình tắt cái đèn này, tắt đèn này. Đó, này đứng cao lên, đèn 50W nha mấy anh em. Có độ sáng mấy anh em vừa ý không nè. Đó thì mới nhìn thì ta thấy nó sáng ngang ngửa với không không ngang ngửa với cái bóng của mình nãy đâu. Của mình nãy là Zhenliang 60 nha mấy anh em. 60W thì cái này 50W thì nó không bằng cái bóng 60W một chút ha. Một chút xíu thôi mọi người. Một chút xíu thôi. À, chứ không phải là nó tối hơn nhiều nha. Ở đây chúng ta có thể nhìn rõ nè. Ở trên ta nhìn xuống nha, thấy không? Đấy. Khuôn viên rộng rộng là cũng có thể đáp ứng được nha. Đấy, độ sáng của nó nè. Không? Nó sáng rộng nha. Mà cái ánh sáng của nó là có xu hướng là hơi màu ngã ngã vàng vàng nha mấy anh em. Chứ không phải như là cái loại Smart Light là ánh sáng trong ha. Còn Zhenliang là ánh sáng trắng đục đục ha. Còn cái này là ánh sáng vàng vàng ha, phù hợp để viết chữ rồi nè mấy anh em. Ánh sáng vàng vàng thì nó phù hợp để sử dụng ở trong gia đình, trong nhà ha. Đó, nó hơi ngã màu, hơi có hơi sắc sắc vàng vàng xíu nha. Đấy, trong video không biết có thấy rõ không ha. Chứ còn mình quay thì thấy nó hơi có màu vậy. Đấy. Và độ sáng là sáng nha. 50W này chứ có thể nó gần gần bằng với bóng 60W của Zhenliang á. Đấy. Độ sáng ok ha. Đấy. Treo cúp xuống xíu. Này treo treo nó phải có độ nghiêng mấy năm, khoảng chừng Sáng 120 hồi độ ha, 120 độ cỡ đó. nãy Thì nó mới sáng được nha, chứ còn mà ta phá lên trời không sao sáng được. Đó, là cúp xuống nè. Bây giờ mình quay lại cái đèn cho mấy anh em xem là cái đèn nó 50W nha, chứ không phải mình lấy đèn 100W gì đó lấy đâu nè. Lấy nét nha, đèn 50W nè, thấy chưa? Đấy. Đèn 50W nha, anh em nhìn rõ ha. Đó, kêu cúp cúp xuống xíu nha, thì cái độ sáng nó sẽ ok hơn. Lấy nét lại nè. Đấy, em thấy không? Ngồi viết bài rồi vẫn ok nha. Ánh sáng rất nè, nhìn cái khoảng sân nè. Ở đây chỉ có một bóng nó cháy thôi nha anh em, chứ không phải bắt hai bóng nha. Mình quay lại cho mọi người xem đó ha. Đó, đang đang là một bóng 50W của MK nha mọi người. Đó, của hãng MK ha. Ở đây thì mình quay dùm hãng MK, mình giới thiệu cho mọi người biết rộng rãi hơn về đèn MK. Chứ không phải mình quảng cáo cho khoảng MK nha mọi người. Nên mình mới bán cho MK thôi. Đấy. Mình không có ăn tiền quảng cáo nha. Nào sáng thì mình nói sáng, nào mà không sáng lắm thì mình nói không sáng lắm. Thì MK này đi ăn là gần ngang ngửa nhau mọi người, về độ sáng và cái cấu hình ha. Cấu hình đó. Cấu hình của đèn ha, cấu hình pin sạc rồi pin trữ rồi chip led đồ ha. Đó, thì mọi người xem nhiều video mình cũng so sánh được nha. Đây một bóng MK 50W nè, thấy chưa? Đáp ứng được cái nhu cầu trong nhà, ngoài sân đồ ha. Sáng sân vườn đồ ok nha. Mình quay xa ra cho mọi người xem nè. Đó thì một số anh em mình quay up lên mọi người nhắn tin hỏi mình rất là nhiều, có nghĩa là mọi người coi mà không thấy rõ, cho nên mình di chuyển mỗi góc độ mỗi góc này kia cho mọi người xem là cho nó thiệt là kỹ lưỡng nha. Đó thấy không, cái đèn được treo ở trong cái hàng tư nè, mà nó sáng là ra cái khoảng sân nè mọi người. Khoảng sân nha, khoảng sân này cũng rộng lắm nha, mười mấy mét vuông nha, chứ không phải là hẹp nha. Đấy, trên video mình thấy vậy thôi chứ ở ngoài nó còn sáng dữ nữa ha, sáng là ra ngoài kia đó. Video thì mình không có thấy được những cái ánh sáng nhỏ ở ngoài xa đó ha, ngoài xa đó thì sáng là ra mười mấy 20 mét luôn mọi người. À, ra sao mấy chục mét được, 20 mét thôi chứ đây tới đó 20 mét đâu phải tính mét vuông, mét xa mà còn mét vuông là nhiêu đây, nhiều á, đây nhiều mét vuông á, nhiêu đây mấy chục mét vuông luôn chứ. Đó, nhìn cái sân là biết là sáng rồi, thấy không? Nhìn cái sân là biết sáng rồi. À, quay trực tiếp vô đèn luôn nè. Trực tiếp vô đèn luôn ha, sáng lạ luôn mọi người. À, nhiều anh em mua đèn thì rất là lo, nó không biết sáng không, đem về rồi sợ quê với gia đình ha. Thì mình xem lại. Đấy. Với tầm tiền có hơn nửa triệu một chút xíu, người ta có cái đèn rất là ok nha. Đèn MK bảo hành 3 năm nha mọi người. Ha. Đó, thấy ánh sáng ok chưa? Mình quay cái khuôn viên mà khuôn viên chính của đèn nè, khuôn viên chính là ngay cái bàn đó, anh em thấy không? À, tối chúng ta sinh hoạt này kia ở dưới cái đèn này thì rất là ok, nhà treo cái đèn đủ ha. Treo ngoài trước một cái, ngoài sau một cái là khỏi nuôi chó luôn á. Khỏi lo trộm luôn ha.
cháy nguyên đêm luôn. Nhiều anh em mà so sánh cái này với cái đề 220, đề 22 các bạn có dám bắt nguyên đêm mọi người. Bắt nguyên đêm đóng tiền điện chắc chết. Còn đèn này thoải mái nha, đi ngủ không có cần tắt đâu nha. Rồi chúng ta tắt cái đèn 50W này để chúng ta bắt cái đèn 75 nha. Rồi giao xuống đi. Đó. Mọi người treo nó hơi cao cao một chút và nó hơi có nghiêng góc nghiêng nha. Nghiêng 120 tới 140 độ, nghiêng nghiêng sao mà nó thấy nó cúp cúp xuống một xíu ha, chứ đừng có phạ lên trời nha. Và lên trời không thấy sáng rồi đuối à. Nè thấy không? Càng xuống thấp thì nó sáng chá luôn á. Nè mọi người thấy ánh sáng của nó có thể là đọc chữ được nè, thấy không? Ánh sáng của đèn 50W nè mọi người. Thấy không? Nó chá vô cái hộp mà rất là sáng luôn nè. Thấy chưa? Đấy. Đấy. Thấy không? Này mà để bàn học của học sinh thì khỏi cần phải chê rồi. Để nhà nấu ăn rồi phòng khách rồi thì đâu có gì phải suy nghĩ nữa ha. Đó, ánh sáng rất là ok nha. Đèn này là đèn để trong nhà được nha mọi người, tại ánh sáng nó có cái màu hơi ngã ngã vàng vàng đó. Phù hợp ở trong nhà cho chúng ta sinh hoạt viết chữ đồ, tạo ra cái ánh sáng nó hơi ấm ấm ha, chứ không phải là sáng trắng như những cái đèn pha nha. Đèn pha là nó sáng trong trắng, còn này không có. Nó hơi ngã ngã vàng vàng chút ha. Rồi tắt cái đèn 500W này. Giờ mở đèn 75 nha. Ủa, tắt cái bóng đèn 50W lộn ha. Đâu 500W, đâu có đèn nào 500W. Tắt cái đèn 50W, giờ mình mở đèn 75 nè, rồi cầm lên. Cầm lên, nhanh lên thay đổi. Đó. Rồi, bây giờ mở đèn 75 nè. Thì cái bóng này 75 nha, mình đem xuống đây rồi pha lại cho mấy. Để một số cha comment nói mày bắt cái đèn gì mà sáng dữ vậy. Đó. Hơi mờ, xa quá. Đây 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 nè, đó, nhìn thấy số 75 không? 75 nè. Thấy chưa? 75W IP66 MK9975 là thấy không? Đấy. Và một cái đèn sáng nha mọi người, chứ không phải mình bắt 5-7 cái ở đây mà mình quay phim vậy chết luôn nha. Đó, mọi người, nhiều anh xã hội nhiều người ngộ lắm. Coi không biết video coi như thế nào đó mà comment vô nói là thằng này nó bắt đèn gì mà sáng dữ, bắt 2-3 cái hay gì? Làm sao 2-3 cái được? Đó nè, một cái một nè, thấy không? Một cái nè. Cầm có một cái này thôi. Đó. Một cái đèn thấy chưa? Sáng mênh mông không? Thấy sáng mênh mông không? Đó. Ở đây thì cũng có cái độ nghiêng phù hợp đó. Độ nghiêng này là khoảng nhiêu độ ta? Ở dưới mà tính lên là khoảng nhiêu? 90 cộng 45 là khoảng 135 độ không? Đó nè. Mình lấy nét lại cho mọi người xem nè. Một cái đèn thôi. Sáng hàng nguyên khu nè. Nè thấy chưa? Thấy sáng không? Đó sáng nè. Đấy. Ánh sáng nó còn xa ra nữa đó, nhưng mà cái tầm của camera nó không bắt được mọi người. Mọi người là nó bắt được tới cái khúc cây này thôi, cái cây này thôi. Chứ còn ở ngoài kia nó ra tới đằng kia luôn á, ánh sáng ra tới đằng kia kìa. Nhưng mà cái xa quá camera nó không có nhận được nha. Nó do điện thoại nha, chứ ở ngoài đây nó còn sáng nữa đó. Theo mắt mình là so sánh giữa camera với lại ngoài đó, ngoài nó còn sáng xa nữa. Đó, thấy không? Ở đây nó chỉ chiếu được tới đây thôi, chứ thực chất nó còn bắn ngoài kia kìa. Bắn ra mút ngoài kia ha. Đấy. Hiện giờ mình coi ánh sáng gần trước đi, chứ xa quá thì ở trong camera nó không cụ thể được. Giờ ánh sáng gần là thấy ghê không? Đó, thấy không? Chỉ cần 75W thôi nha các bạn, chứ không cần 200 hay 300W gì đâu. Nếu mà MK này mà đèn 200-300W thì nó sáng chắc khủng khiếp rồi đó. Này là 75W nè, thấy chưa? Đó, thấy không? Phục vụ được nhu cầu tất cả luôn ha. Này treo nhà dưới cũng được nè, hành lang cũng được nè, sân vườn nói chung là ở đâu cũng được với cái độ sáng này. Thấy chưa? Cái này không phải là ánh sáng pha nha. Nó khác với smartlight nha các bạn. Này không phải ánh sáng pha nha. Cái này là ánh sáng sáng luôn á. Đó. Sáng trắng luôn á. Ha. Và nó có hơi ngã ngã cái màu hơi vàng vàng để chúng ta cảm giác nó ấm ấm ha. Đấy nè, rộng lắm này nha. Có cúp xuống chưa? Rồi, vậy là rộng nha. Đó, thấy chưa? Sáng xa luôn nha. Cái khoảng sân này là mấy chục mét vuông các bạn. Này không có đo thử, không biết mấy chục, nhưng mà nó khá rộng nha. Đấy. Thấy chưa? Lấy nét rồi lại. Đấy. Các bạn thấy vừa ý không? Đó, cấu hình thì mình sẽ quay cái đèn này ở những cái video cụ thể sau. Còn bây giờ các bạn cứ coi tạm cái độ sáng của nó mà cảm thấy nó ghê không? Đó, với 700.000, khoảng 700.000 thì chúng ta sẽ như vậy. Cụ thể là 700.000 luôn các bạn. Mình không có vụ bán 699 đâu nha. 700 là 700. Đó, người lớn chơi đâu có phải mà nói với lẻ lẻ đó, đặng có cảm giác rẻ đâu. Đó, 700 là 700 đó, với 700.000 ta có được vậy đó ha, bảo hành 3 năm nha. Đó, còn tấm pin ha, còn tấm pin rất là xịn sò luôn nha, để mình quay cụ thể sao bạn thấy.
Còn bữa nay thì mình coi cái độ sáng đi. Nè, đấy, đèn 75W nè mọi người. Sáng trắng không? Đấy. Thấy chưa? Thấy thấy tự hào về cái thương hiệu đèn mình nghiên cứu hôm bữa giờ không? Đó, nghiên cứu và liên hệ lắm mấy anh trên hội năng lượng mặt trời, mấy ảnh mới chỉ chỗ rồi giới thiệu đồ cũng rất là nhiều các bạn. Đó, mối mang rồi lấy tận xưởng luôn nha. Và mình không có lấy chênh lệch với giá xưởng, có nghĩa là mình lấy là tận xưởng nha. Đó, không phải là đại lý cấp 1 hay cấp 2, cấp 3 gì hết nha. Đấy, mấy cái đại lý cấp cao càng cao thì giá nó càng càng cao hơn nữa, còn này là giá tận xưởng đó. Đó, và mình bán ra là lời rất là ít các bạn. Đó, đây nè các bạn xem là không? Sáng không? Sáng nhìn cái đầu xe đó coi, sáng rất là sáng luôn nha. Đấy, quay nè, thấy không? Đấy, thấy đáp ứng được cái nhu cầu mà mình gắn để bạn gắn cái đèn này ngoài cổng đó, chỉ cần một bóng là thôi các bạn, chứ không cần hai bóng hai bên đâu nha. Một bóng là sáng chá lạ ngoài cái cổng nhà mình luôn đó nha. Ngoài cổng cái, rồi ở trước cửa nhà mình cái, rồi ngoài sau nhà cái là khỏi nuôi chó nha các bạn. À, thấy không? Thấy ánh sáng không? Mình quay kỹ thì kỹ cho mọi người trên YouTube xem. À, có nhiều anh xem rồi có ý kiến nhiều lắm nha. Có người nói ánh sáng mày bắt mấy cái đèn, rồi mày có bắt đúng cái đèn nó không? Sao sáng dữ vậy? Sao tao mua ở nhà cái đèn không được sáng vậy này kia? Đấy, thì nhiều khi bạn mua đèn ở nhà không phải loại này nha, loại khác, hiệu khác. Trên thị trường là đèn năng lượng mặt trời bây giờ ở Việt Nam chắc là mấy chục hiệu. Đó, và chúng ta mua ở trên mạng, mua dạo trên mạng là nguy hiểm lắm nha. Đó, còn cái này anh em nào mua tới nhà mình coi luôn, khỏi cần mà lo sợ nha. Đó, ánh sáng nè, 75W thôi nha, ánh sáng thấy không? Ở đây mà ta chiếu ở đây thì các bạn thấy nó rất là rõ luôn ha. Nè, đọc báo viết chữ ok không? Đấy, rất là rõ luôn nha, sáng trưng luôn ha. Rõ không? Đó. Và cái đèn solar light này ở MK này á, nó cũng hiển thị 1 2 3 4 bóng hiển thị năng mức năng lượng nữa bạn. À, cũng bốn bóng đèn giống như là Zindian ha, nó giống vậy. À, sao? Rồi được chưa? Mọi người xem vậy là đủ chưa hay là xem chút nữa? À, mọi người có nhu cầu thì cứ gọi điện cho mình ha. À, này mấy cái hãng này á, mình lấy ở Sài Gòn nha mọi người, cho nên nó rất là nhanh ha, hơn một ngày là mình có thể nhập hàng về đặng gửi cho các bạn được rồi đó. Chứ mấy hãng ở miền Trung Bắc thì nó hơi lâu xíu. Ở đây thì Zindian và MK mình đều lấy ở gần nhất ha. Gần nhất có thể là Sài Gòn á. Ai đặt thì ngày trước ngày sau mình đem về mình gửi liền. Đó. Thì cái nào mà mình không có thì mình mới đợi rảnh chuyển về, còn nào có nhà thì mình sẽ gửi nhanh cho các bạn ha. Sau cái đợt dịch bệnh nha các bạn. Chứ lúc này là không được ha. Sau đợt giãn cách này không có nhiều anh đăng ký rồi đó ha, giãn cách xong rồi mình đi gửi được là gửi liền ha, lúc này bưu điện đóng cửa. Đấy, 75W nè, thấy không? Đấy, nó sáng bằng cái bóng 300W của cái hãng khác luôn các bạn. Đấy, có rất là nhiều hãng 300W chỉ sáng được như vậy thôi ha. Và cái này 75W thôi mà nó sáng vậy rồi đó. À, giá tiền của nó thì chỉ 700 thôi nha, chỉ 700 thôi, bảo hành 3 năm mọi người, MK nha. Đó. Mình nghiên cứu dữ lắm rồi mới quyết định lấy cái này về đặng bán ha. Quyết định bán dài lâu luôn cho nên là nghiên cứu rất là kỹ ha. Để làm cái đại lý dài lâu luôn á. Đây, hồi sáng ok chưa? Thấy chưa? Đâu thôi, dở lên xíu ơi, dở lên xíu đó. Đèn mà muốn mà cái ánh sáng nó rộng mà nó thiệt là nhìn thiệt là đã là chúng ta phải dở cái đèn lên cao cao một chút nha, là dở lên cao một chút thấy nó ghê không? Đó, nó phà nguyên một khoảng không gian nè, thấy không? Để mình đi ra kia rồi ngược lại cho các bạn thấy là nếu mà mình nhìn từ phía ngoài thì nó sẽ như nào nhá. Nhìn từ phía ngoài, ngoài cổng đi vô, ngoài cổng nhà mình đi vô nha các bạn. Mình cố gắng lấy nét nghe điện thoại thiệt là ngon lành để cho các bạn thấy ha. Ngoài cổng nhà đi vô nè, bạn đi vô nhà mình nè, bạn thấy nè, thấy chưa? Bạn đi vô nhà mình bạn sẽ thấy vậy đó, thấy chưa? Nó sáng chưa? À, ban đêm thì điện thoại nó không có tối ưu đâu nha mọi người, cho nên là xem được nhiêu hay nhiêu thôi ha. Đó, thấy chưa, ở ngoài nhìn vô cái sân nhà của mình nó sáng như thế này nè. Đó, thấy chưa, thấy vừa ý chưa? Đèn 75W này cầm mình có thể cầm đi vòng vòng, mình thấy cái độ sáng của nó còn ghê gớm nè. Nè, cầm ha. Ê, khoan, buông cái chết liền. Đó,
không giờ mình không thích để trong nhà, mình gỡ nó mình đi vòng vòng nè, và thấy nó sáng lên không, thấy chưa? Mình có thể di chuyển nó nha, nè một khoảng khỏi chê luôn nha. Thấy vừa ý chưa? Thấy không bạn, thấy không bạn, mà đi làm gì ban đêm á thì hái rau hay là lựa thanh long gì đó ha, mấy lá thanh long mà lựa thanh long ban đêm đồ ha, đem này đi tới để đó một cái là khỏi kéo điện luôn nha. Sau này mình đi lắp pin mặt trời lại là mình làm tới ban đêm chứ mình cầm đèn theo đó, thấy không sáng không sáng ghê chưa, cầm vậy là chưa tối u lắm, cầm hơi thấp hơi thấp. À, thấy nhìn gần nè đó, thấy không? Nhìn là biết đấy, đây nè đấy. Đại khái thôi người ta xem hình dung được ha, thấy chưa? Bạn mà đi làm vườn á, đi làm ban ngày về tối mình ra vườn mình làm việc á, mình tối thui á, mình mang cái đèn theo mình để cái gốc đó, cái mình cắt tỉa cây kiểng được luôn, thấy chưa? Thấy sáng không? Khỏi chê nha các bạn, rất là hài lòng không, với giá tiền 700 rất là hài lòng. Theo mình là mình rất là hài lòng á, thấy chưa? Quá ok không? Thôi video mình tới đây kết thúc. Chúc các bạn có một cái đêm ngon giấc ha. Các bạn xem video mình nhớ bấm đăng ký kênh lại kênh Miền Tây Solar nha các bạn. Các bạn thành viên của kênh Miền Tây Ngày Mới qua bấm lại Miền Tây Solar. Cuối video thì chúc các bạn sức khỏe, thành công chống dịch ha. Bạn đây mình có một cái thành viên này nè, mình review cho các bạn xem ha. Mình dùng cái đèn này nè, mình review cái con này cho các bạn xem, mình đố bạn con này là cái giống gì. Em chọn cái tay vô nó lấy nét con này. Đó. Thấy chưa, mình dùng cái đèn 75W mình review cái con này ở trên cây sứ này, thấy chưa? Các bạn thấy hình dạng của nó trên. Đấy. Ảnh đang rất miệt mài luôn nha. Miệt mài triệt hạ cây sứ nè. Thấy chưa? Bự luôn, dài luôn ha, có hai con mắt nữa. Trời ơi. Đây vườn sứ nhà mình các bạn, sứ mình tự trồng luôn nè. Sứ gieo hột tự trồng ha. Có ghép sứ Thái luôn các bạn. Nè. Mình sẵn giới thiệu luôn, trời lấy đèn giới thiệu luôn nè, mình ghép sứ Thái luôn nè. Đó, thấy chưa? Mình cũng là thành viên của hội hoa sứ các bạn. Nè, thấy chưa? Sứ Thái đàng hoàng nha. Sứ kép nha, bông kép nha. Nè, bao đẹp nha. Sẵn này giới thiệu nè. Đó, thấy chưa? Bông kép nè. Lấy nét bông kép các bạn. À, bông hồng luôn nha. Nhưng mà cái này không phải bông hồng, này là cái sứ nha. Bông sâu nãy rồi. À, mày là bông sứ nha. Mình ghép luôn đó. Thấy đa tài chưa? Thôi mình kết thúc video, chào các bạn nha. Chúc các bạn một đêm ngon giấc ha.